liên quan đến vụ việc phát tán clip cho rằng sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đang học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường Quân sự Quân khu 7 tự tử do bị xâm hại. Trường Quân sự Quân khu 7 khẳng định những thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật, xuyên tạc với dụng ý xấu. Nhà trường sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc xác minh các đối tượng đưa tin sai sự thật và đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện nhà trường cho biết, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh về trường Quân sự Quân khu 7 học giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 327 vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1, trong quá trình sinh hoạt tập thể xảy ra vụ việc tranh cãi nội bộ giữa hai cá nhân sinh viên nữ do không làm chủ cảm xúc dẫn tới có biểu hiện khóc và la hét của một bạn sinh viên. Sự việc đã được cán bộ quản lý gặp gỡ, động viên giải quyết xong, không để xảy ra hậu quả. Hiện nay, sinh viên này đã được đơn vị thông báo cho gia đình đưa về nhà động viên để ổn định tâm lý. Trường Quân sự Quân khu 7 cũng đã yêu cầu các sinh viên có liên quan viết tường trình, làm rõ sự việc, đồng thời chỉ đạo đơn vị tạm thời dừng huấn luyện lớp 23 đại đội 6 tiểu đoàn 3. Trong sáng nay, nhà trường cũng đã làm việc với đại diện của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp ngăn chặn xử lý những thông tin sai sự thật. Sinh viên đăng tải clip lên mạng xã hội cũng đã có bài viết chính thức đính chính trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện nay, mọi hoạt động và chương trình giáo dục quốc phòng tại trường Quân sự Quân khu 7 vẫn diễn ra bình thường. Công tác quản lý sinh viên chặt chẽ, nghiêm túc trong môi trường quân sự.